cho mày được chửi người ta mà người ta không chạm được đến mày. Mày là một cái con hèn hạ và bất dạy thì bắt buộc tao phải lên đây để tao nói thay cho tiếng lòng tiếng nói của mọi người, nhiều người, cái lũ chó. Mày là một cái con nó hèn hạ nhất đó, tao nói cho mày biết bảy màu. Mày sống bỉ ổi, nó không có học thức trình độ bằng cách nào mà dạy cho cái sự bỉ ổi vô liêm sỉ của mày đâu. Một con tiện nhân, mày y giống như một con tiện nhân vậy đó, vừa hèn hạ vừa vô liêm sỉ. Mẹ đó, lên lúc nào cũng chảnh chẹ ngồi đụng má mày, nhục nhã. Coi lại cái bản thân đi, đụng mẹ mày đi, trá hình làm tua không để được làm tỷ, phục vụ bao nhiêu thằng. Đụng má coi chừng nó quại bệnh ban đỏ, cũng không phải là bệnh nan y mà đụng má đó, chỉ giật mộng quá thì phục vụ nhiều quá coi chừng bị bệnh lậu đó, bệnh giang mai đó, coi chừng bây giờ đang bị si đa nữa không chừng á. Rồi nói là bị bệnh nan y ban đỏ nha, coi chừng con chim á nó đang bị gì ha, bị gọi là giang mai đó, bị mộng gà đó, coi chừng bị mộng gà mà tưởng đâu là đó là và ban đỏ đó nha, coi chừng bị mộng gà bị giang mai đó, coi chừng á si đa thời đầu, thời kỳ đầu bắt đầu chuyển qua thời kỳ giữa, thời kỳ cuối là đi luôn đó đó, coi chừng si đa đó. Đúng nó đi phục vụ người ta là toàn là cách là đàn ông không à, ăn chơi đi điếm phải không, dèo lên tụt xuống khách sạn massage karaoke vũ trường ba các kiểu ha. À, có chừng à giang mai mộng gà đang kêu gọi mày đó nha, chứ si đa đang tới gần với mày đó. À, có chừng là nó nhập mày rồi đó, nó ăn là phân nửa à, con người của mày rồi, lên nói là nói bệnh ban đỏ để cho nó xoan ha. À, bệnh nan y để cho sang, để cho thiên hạ lấy lòng thiên hạ để ta thương, chứ si đa mộng gà giang mai đó không, giang mai thì nó có mũ mộng gà đó thì nó có hộp nha, si đa đó thì đó nha mặt mày đó không đó, nó lỡ lên nó nổi mụn coi chừng hết bữa nó cái mặt giống như là cái mệt đó, đó. Mẹ cha đó, có máy bay mọi người đi xuống.